Alo, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Theo đề xuất của một số bạn cũng có hỏi và muốn mình chia sẻ với các bạn về cái cách thức gọi là xác định điểm mua bán một cổ phiếu nó sớm hơn dựa vào các cái công cụ khác ngoài cái công cụ mà mình đã hướng dẫn các bạn, ví dụ như Bollinger Band hoặc là các cái đường MA chẳng hạn. Thì các công cụ mà nó có những cái chỉ báo sớm hơn để chúng ta xác định nó tốt hơn, đó là các công cụ về RSI cũng như là MACD. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn và bày cho các bạn cái cách thức và cũng hướng dẫn một cách gọi là đơn giản nhất, làm sao chúng ta dễ sử dụng nhất đối với các cái công cụ này trong kết hợp để chúng ta sử dụng với các cái, ví dụ các bạn có thể sử dụng thường ấy, những nhà đầu tư thì người ta có thể sử dụng vol và Bollinger Band và đường giá này thôi là người ta cũng có thể là giao dịch rồi. Tuy nhiên là chúng ta nếu muốn xác định những cái xu hướng của thị trường nó rõ hơn thì chúng ta có thể sử dụng các cái chỉ báo MACD hoặc là các cái biết là cổ phiếu đi vào vùng. Có nhiều bạn hỏi thì tại sao mà nó cổ phiếu nó biết là đi vào vùng quá bán hoặc vùng quá mua. Ở đây là chúng ta có thể thấy là đây này, ví dụ đây nhiều khi nó có những cái cảnh báo như này, ví dụ VCS này nó đi vào vùng quá mua hoặc là nó TNI đi vào vùng quá mua, hoặc cũng có những cổ phiếu thì gọi là đi vào vùng quá bán. Đi vào vùng quá bán, vùng quá mua là sao đó. Đó thì đại loại vậy, thì mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn ở đây, nó rõ là RSI đi vào vùng quá mua thì cái đường RSI này nó có ý nghĩa như thế nào và là làm sao lại là quá mua, mà quá mua tức là làm sao. Đó thì mình sẽ chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Và trước hết thì với những bạn nào lần đầu tiên xem video này cũng như là xem cái kênh của mình thì các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và khi các bạn nhấn nút đăng ký thì các bạn hãy click vào quả chuông ở bên cạnh để mỗi lần mình up video thì nó sẽ tự động gửi email cho các bạn để các bạn có thể là xem được những cái video hữu ích khác. Và khi xem xong video thì các bạn có thể là like và share video để nhiều người biết hơn, cũng như là các bạn có thắc mắc, có những cái phản hồi gì thì các bạn comment ở phía dưới video thì mình sẽ tranh thủ mình chia sẻ với các bạn. Hoặc là các bạn muốn tư vấn hoặc nhận định một cái cổ phiếu hoặc một cái dòng cổ phiếu nào đó thì các bạn cũng có thể là comment ở phía dưới thì mình sẽ cố gắng mình tranh thủ mình chia sẻ, mình sẽ đưa ra những cái nhận định hoặc là góp ý thêm cho các bạn để chúng ta đầu tư làm sao cho nó hiệu quả. Thì đấy là dành cho những bạn mà chưa rành, chưa biết về thị trường thôi. Còn những anh chị, những bạn nào mà đã gọi là chuyên gia về phân tích kỹ thuật đã rất là giỏi, rất là rành rồi thì có thể là chúng ta bỏ qua, chúng ta không xem video này cũng được. Đó thì cũng tránh chúng ta mất thời gian của các bạn, cũng như là chính mất thời gian các bạn vô các bạn thấy các bạn comment nó này không không hay thì nó không nên. Đây là chúng ta dừng ở hướng là chúng ta chia sẻ để cùng nhau tốt hơn, làm sao mỗi người có một cái phương pháp đầu tư khác nhau, cách thức đầu tư khác nhau và rất nhiều phương pháp trên thị trường, và chúng ta thấy phương pháp nào nó phù hợp với mình để mình có thể áp dụng đầu tư làm sao cho nó hiệu quả và có lãi trên thị trường là tốt rồi. Còn chúng ta cũng không cần phải so sánh, chúng ta phải tính toán nhiều. Rồi thì để thứ nhất là đối với cái ứng dụng FireEye này thì mình có giới thiệu với các bạn trong những cái clip hướng dẫn trước rồi. Bạn nào chưa chưa biết cách cài hoặc là chưa biết sử dụng cái ứng dụng này thì các bạn xem những cái video hôm trước của mình có chia sẻ rồi. Thì bây giờ đối với cái đường RSI và đường MACD thì chúng ta cũng sẽ mở lên. Các bạn vào phần này, phần indicator các chỉ số này. Đó, chúng ta mở cái đường thứ nhất là MACD ha, chúng ta vô đây chúng ta chọn MACD, chúng ta mở lên trước. Momentum đây, MACD nó có sẵn đây rồi. Rồi chúng ta click MACD, rồi nó mở đường MACD. Rồi chúng ta mở luôn đường RSI. Mở RSI. Thì RSI nó viết tắt là Relative Change Index. Các bạn nhớ nha, đây là RSI này. Chứ chúng ta tìm chữ RSI không thấy đâu. Ở đây không có chữ RSI đâu. Nó không giống MACD ha. RSI tức là Relative Change Index. Nhớ các bạn click vô. Rồi thì nó mở ra đường RSI. Rồi chúng ta tắt đi. Rồi riêng cái đường MACD thì các bạn lưu ý là các cái thông số của nó là mặc định nha, 12 phiên, 16 phiên và đóng cửa là 9 phiên. Nó mặc định như vậy luôn. Rồi chúng ta không có sửa, các bạn tốt nhất là đừng có thay đổi những cái thông số này. Thông số nó mặc định rồi. Có nhiều bạn thì lại bảo là tại sao nó lại không là 10 phiên cho nó 2 tuần, và trên này tại sao là 26 phiên mà là không là 20 phiên. Chúng ta đừng có sửa những cái chỉ số này, bởi vì nó đã người ta đã rất nhiều năm người ta nghiên cứu ra rồi, thì chúng ta cũng lưu ý chúng ta không nên sửa. Có nhiều bạn tay máy đi sửa bảo chúng ta đâu có giao dịch 6 phiên đâu mà lấy 12 phiên, chúng ta giao dịch có 5 phiên thì lấy 10 chứ. Thì tôi nói là các bạn không sửa ha, còn và cá nhân tôi cũng không sửa. Còn bạn nào tay máy hoặc là nghĩ là nó lên để 10 cho nó phù hợp thì các bạn tự sửa cũng được. Rồi đánh hiệu quả hay không thì mình không biết, mình cũng chưa thử ha, mình cũng chưa thử so sánh. Nhiều khi mình cũng có thể là lúc nào đó mình cũng sẽ sửa cái chỉ số này ha. Còn bạn các bạn thích sửa thì các bạn vào đây các bạn đổi thôi đấy, các bạn sửa lại thành 10 để hôm khác mình sẽ nghiên cứu, nhưng mà bây giờ mình chỉ bày cho các bạn là nó theo đúng thôi đó. Còn RSI cũng là 14 ha, RSI là thường là mặc định là 14. Rồi chúng ta
chúng ta đã mở các cái gọi là cái đường tín hiệu này lên, thì bây giờ mình cũng sẽ giải thích với các bạn, mình sẽ giải thích cho các bạn là cái RSI nó nghĩa là gì và cái đường MACD nghĩa là gì. Thì thường á, cái trên này là MACD ha, các bạn lưu ý. MACD thì nó gọi là cái đường phân kỳ cũng như là cái hội tụ của một cái chỉ, cái đường trung bình động. Tức là cái này nó nhanh hơn. Ví dụ ở trên này chúng ta có thể sử dụng thêm một cái đường MA nữa. Nhiều bạn thì sử dụng MA9 đối với MA20 để nó cắt lên cắt xuống. Như hôm trước các cái clip mà mình nói với các bạn là mua bán cổ phiếu dựa vào đường MA thì chúng ta sử dụng thêm một cái đường MA nữa ha. Ví dụ như MA9 chẳng hạn. Mình mở luôn lên cho các bạn dễ hình dung. Đó, đây. MA9 đây là cái đường màu xanh nhỏ này. Đó. Thì các bạn phải lưu ý là cái đường MACD này nó cho cái tín hiệu ha. Nó đưa các cái tín hiệu sớm hơn việc các bạn sử dụng các cái đường này. Nó sớm hơn có thể là 1-2 phiên gì đó. Thì các bạn tự suy nghĩ được, các bạn tự nghiên cứu ra, nhưng mà mình sẽ bày cho các bạn là nó tăng lúc nào và nó giảm như thế nào và nó cảnh báo sớm hơn so với cái này như thế nào. Đó, thì để các bạn có thể hình dung ra. Thứ nhất là nó, mình giải thích rồi ha, cái đường ở đây là cái đường MACD, ở đây nó là cái đường màu xanh ha các bạn. Ở đây nó có hai đường, các bạn lưu ý có hai đường. Cái đường màu đỏ là đường trung bình động, còn đường MACD nó là đường màu xanh như này. Đó. Nó mặc định là như vậy. Còn khi các bạn nhìn vào, các bạn biết làm sao là nó tăng, biết làm sao nó giảm thì rất là dễ thôi. Nó cũng giống như cái đường MA, hai cái đường MA trên này. Thì khi mà cái đường MACD là cái đường màu xanh nha, tôi giải thích rõ rồi ha. Để chắc là mở lên để cho các bạn nhìn cho nó mặc định rõ hơn. Tôi sẽ cho cái đường MACD nó là màu xanh đậm hơn và đường nó to hơn để các bạn hình dung rõ. Nó đậm hơn so với đường giá. Ở đây các bạn lưu ý nha, đường MACD là cái đường màu xanh này, còn cái đường màu đỏ này là đường trung bình động. Đường trung bình động. Rồi, nó cho tín hiệu như thế nào thì mua như thế nào là bán. Thì thực tế nó rất là đơn giản thôi. Các bạn nhớ là cái đường trung bình động ở đường MACD nó cắt lên trên đường trung bình động thì là cho tín hiệu mua, tức là báo hiệu một cái xu thế tăng. Và đường MACD cắt xuống đường trung bình động là báo hiệu một xu thế giảm. Đó, đấy, các bạn thấy dễ ở đây kéo này, bắt đầu là một xu thế tăng, đi xuống là bắt đầu một xu thế giảm. Đó, đơn giản như vậy thôi. Đối với MACD nó đơn giản như vậy thôi. Rồi nó sớm hơn là sớm hơn ở chỗ nào đây? Ví dụ chúng ta thấy là xét về mặt lý thuyết, nếu mà các bạn không sử dụng MACD mà các bạn sử dụng các cái đường chỉ báo trên này, ví dụ đường MA và đường Bollinger Band trên này, thì nếu về mặt lý thuyết thì chúng ta phải mua ở cây này. Bạn thấy đúng không ạ? Là đường MA ngắn hơn, nó cắt lên đường MA dài hơn là chúng ta bắt đầu mua vào. Và nó nằm trên giá trung bình 20 phiên thì chúng ta mua vào cây này. Nhưng MACD thì nó đã báo cho chúng ta mua từ cây đằng này cơ. Đó. Thì cũng có thể giá nó tương đồng hoặc là giá thấp hơn một xíu. Nhưng mà đấy, chúng ta mua từ cây này cơ. Và khi chúng ta bán thì nó cũng sẽ cảnh báo chúng ta bán sớm hơn. Đây các bạn thấy không? Bán ở cái vùng giá rất là đẹp trên này. Còn đối về mặt lý thuyết mà chúng ta thấy mà nếu bán theo đường MA hôm trước mình bày cho các bạn đó, thì chúng ta bán ở cây này. Đó, nó lỗ hơn mất mấy giá. Đúng không? Đấy các bạn thấy nó, tức là cái tín hiệu của đường MACD nó cảnh báo sớm hơn. Nó cảnh báo sớm hơn cả vấn đề mua cả vấn đề bán. Đó, ở đây cũng vậy này. Nếu theo lý thuyết Bollinger Band thì chúng ta mua ở ngay cây này thì nó cũng vẫn cảnh báo đúng này. Nó vẫn cảnh báo đúng ở cây này. Chúng ta đi xa hơn lại một xíu để cho nó rõ hơn. Đây. Về mặt lý thuyết là chúng ta mua ở cây này. Là đường giá cắt lên đường MA20 là chúng ta mua. Đó. Thì nếu mà cũng là không sử dụng thêm đường MA9 này thì chúng ta mua ở ngay cây này. Còn nếu chúng ta sử dụng MA9 thì chúng ta mua ở cây này cơ. Đó. Các bạn thấy không? Nhưng mà MACD thì nó chỉ cho chúng ta mua ngày cây này sớm hơn. Và khi bán cũng vậy ha. Nó sẽ chỉ cho chúng ta bán đây, thường chúng ta bán ở cây này. Nhưng mà CD nó chỉ sớm hơn, nó cắt xuống rồi này. Bán ở hai cây trên này trước này. Chứ không phải là bán ở ngay cây này đâu. Cây này là MA9 với MA10, 20 nó mới cắt xuống thì chúng ta mới bán ở cây này, là nó hớ mất một khúc rồi. Đó. Thì là nó thực ra nó hiểu nó đơn giản vậy thôi. Còn các bạn đừng có mà lằng ngoằng nó tại sao nó lên, tại sao nó xuống. Đấy, rồi còn cái thứ hai nữa là các bạn lưu ý nữa là cái đường nó gọi là cái phân kỳ và hội tụ, thì hai cái đường mà nó đi gần, nó hội tụ vào với nhau á, thì là nó bắt đầu một cái xu thế mới. Còn hai thằng mà nó đi xa nhau á,
À, cái đường mà đường giá mà nó đi cao hơn cái đường MACD nó cao hơn đường trung bình động á, thì là xu thế nó còn tăng. Còn khi nào nó đi gần vào nhau thì nó sắp sửa khép một cái xu thế. À, còn cái thứ hai nữa là các bạn lưu ý là nó tại sao nó có những cái đường màu đỏ đi lên và đường màu đỏ ở phía dưới như thế này, thì các bạn thấy cái đường giữa này nó gọi là mức không. À, đây các bạn thấy là cái mức đây này, bên này này các bạn lưu ý bên bên góc phải này, nó là mức không. À, còn phía trên là ở dương, còn phía dưới là âm. Đó. Phía trên là dương, phía dưới là âm. Thì nó giải thích cho cái điều gì? Thì nó giải thích cho cái việc mà nếu mà nó cắt ở phía dưới, tức là nó cắt ở cái vùng âm á, cái đường nó cắt lên ở vùng âm thì nó báo hiệu một cái xu thế tăng mạnh. À, nó báo hiệu cho một xu thế tăng mạnh. Và đặc biệt là cái đường MACD nó đi từ âm chuyển sang dương thì nó cũng báo hiệu một cái xu thế tăng mạnh. Vậy thôi, MACD là và đường giá nó đi từ từ âm mà lên dương thì nó tăng mạnh, và ngược lại ha, khi nó ở trên nó đi giảm xuống thì là nó đi thấp hơn, tức là người ta thường người ta sẽ mua ở những cái vùng thấp thấp dưới này này. Đó, mua ở cái vùng mà MA nó đang âm á, đường MACD nó đang âm á. Còn nó ở đây mà nó trùng với nhau này. Nó trùng với mức không thì nó giống như giai đoạn sideways, nó đi ngang đó, nó bằng mức không thì là nó trùng với cái giai đoạn sideways của thị trường. Đó. Đó, chỉ đơn giản như vậy thôi ha. Còn và cái mức không đó thì nó giống như là nó biểu tượng cho cái mức hỗ trợ của thị trường. Nếu mà đường giá và đường MACD nó về mức không à, mà nó không lủng, tức là nó lủng thì nó báo hiệu một cái xu thế giảm mạnh hơn, còn nó không lủng thì nó nói là cái vùng đó là cái giá hỗ trợ rất là tốt. Đó, đây ví dụ nhiều khi nó tăng lên tới đây rồi nó kiểm tra mức không mà nó lên không được, nó lại đi xuống lại à, còn khi nó tăng được rồi thì nó có thể tăng mạnh đó. À, đi xuống test lại xong lại đi lên đó. Bây giờ nó này đang đi xuống, ở đây dấu hiệu là nó cắt xuống phía dưới rồi, là sắp như cổ phiếu này là sắp đang đang chuẩn bị có thể là vào một xu thế giảm, tức là nó vẫn chưa chạm nhau đâu, hai thằng này nó vẫn còn đang cách nhau phân kỳ, nhưng mà nó đang có xu thế là quay đầu với nhau ha. MACD thì đang muốn hướng xuống, còn ông đường trung bình động thì hướng lên, nên hai thằng này sắp gặp nhau rồi. À, ví dụ thằng này nó hướng xuống mà thằng kia nó cũng hướng xuống luôn thì nó còn còn xuống nữa đó, thì chúng ta cứ cứ lưu ý như vậy đó. Đó là đối với đường MACD. Còn đối với đường RSI, RSI để mình đưa cái đường RSI lên phía trên, giờ mình phân tích luôn. Các bạn có thể cháo lên, cháo xuống được ha. Và thậm chí là nếu các bạn muốn full nó luôn thì các bạn nhấn vào đây là nó full luôn. À, không bỏ qua mấy cái yếu tố khác thì để nó dễ nhìn hơn. À, để nó dễ nhìn hơn, nhưng mà mình để mình kết hợp với đường giá để mình chia sẻ cho các bạn dễ hình dung, dễ hiểu thôi. Rồi đối với cái đường RSI thì thật ra là cái chỉ số RSI thì nó đo cái độ mạnh yếu. À, độ mạnh yếu tương đối của cổ phiếu so với chính nó. À, so với chính nó thì thường cái giá của nó là nó lấy trong 14 ngày ha, và cái biên độ dao động của nó là từ 0 cho đến 100. Ở đây này các bạn thấy đấy, các cái chỉ số này nó từ 0, ở đây là từ 0 nha cho tới 100, và cái đường màu tím ở khúc giữa này là nó từ 30 đến 70. Ở tí mình sẽ giải thích vì sao là 30 đến 70. À, đây hai cái đường này này, đường này là 30, đường này là 70, và đường ở giữa là 50. Ở giữa đây là các bạn thấy là đường 50 đó, 50 nó nằm ở đây. Đó. Thì rất là dễ thôi ha. Để mình sao mình mở sao cái đường 50, hình như đường 50 nó có ra hay không mà nó không có hình dung rõ cái đường 50. 30 70 không thấy đường 50 đâu. Thôi kệ nó đi. Các bạn cứ biết là ở giữa là 50, 30 70 thì ở giữa là 50 đúng không? Rồi, thì nó giải thích là như thế này, tức là chúng ta xác định được một cái điểm mua, điểm bán thì nó dựa vào cái đường 50. Tức là cổ phiếu nó vượt cái đường 50, tức là ở dưới đi lên mà nó vượt đường 50 thì nó là xác định cho chúng ta điểm mua vào. À, đấy giờ mình đối chiếu luôn với cái biểu đồ giá trên này ha, và nó cũng gần giống như là nó tương đương với cả cái đây, ví dụ đây thời điểm này là chúng ta mua vào đúng không? MA9 cắt lên MA20. Cái này lúc này các bạn bỏ MRSI này đi nha, bỏ MACD, các bạn quên luôn chỉ số MACD đi, các bạn nhìn vào cái này trước đi. Còn nếu MACD thì nó cho mua sớm hơn ở đằng này rồi thì mình không nói nữa, lúc nãy mình giải thích rồi. Đó, thì đây ví dụ như trường hợp này. Trường hợp này các bạn thấy không? Ở đây nó hiện số 50 ra rồi đây nha các bạn, thấy đường 50 là đường ở giữa này. Đó. Thì đây nếu mà cái giai đoạn này thì MA nó cho các bạn tín hiệu mua ở khúc này. Thì ở dưới này cái đường RSI nó cũng cắt lên mức 50. Đây các bạn thấy không? RSI nó cắt lên mức 50 này, mức 50 ngay đây. RSI nó cắt lên đây. Đó, thì nó vẫn có cho các bạn một cái tín hiệu cảnh báo sớm hơn khoảng một phiên so với cái đường MA9 và MA20 này. Đó. Còn trường hợp nó cắm xuống ở đây, nó cắm xuống mức 50 này, nó đang giảm. Đây các bạn thấy cũng y vậy luôn. Nó cũng cảnh báo sớm hơn, nếu mà chúng ta bán là bán ở phiên này, nhưng mà đây là nó cắm xuống này, nó cắm xuống 50 ở chỗ này. Nó cắt xuống thì nó bán ngay ở phiên này.
thì nó cũng trùng với cái việc mà đường giá nó đi cắt ngang qua đường MA20 đó, thì là chúng ta sẽ bán khi nó cắt xuống và mua khi bắt đầu nó cắt lên. Cái đấy là về lý thuyết và gọi là cái độ chính xác nó cao ha, và chính xác nó cao. Còn nó sẽ sideways, nó sẽ sideways thì khi nào, khi là cái đường MA này nó đi lành quanh mức 50 này, tức là từ 45 đến, thường á, người ta nói muốn xác nhận rõ xu hướng tức là nó phải tăng vượt qua 55 thì nó mới chắc chắn là vào một cái xu thế tăng. Còn nó giảm xuống dưới 45 thì nó mới là vào một cái xu thế giảm chắc chắn. Đây các bạn thấy, nhiều khi nó xuống tới 45 cái này quay lên thì nó chưa chắc chắn là một xu thế giảm. Đó, bạn thấy không? Nó xuống tới 45 là nó quay lên này nè. Đó, thì cái vùng từ 45 55 nó gọi là cái vùng sideways. Nó phải vượt hẳn cái vùng đó thì nó mới xác nhận rõ một cái xu hướng là giảm hay tăng. Vượt trên 55 thì bắt đầu chắc chắn là tăng, mà giảm xuống dưới 45 thì bắt đầu mới chắc chắn là giảm. Thì đó là cái đường gọi là cái khúc trung bình để chúng ta xác định cái vùng mua vùng bán. Rồi, thì nó làm như thế nào để biết nó đi vào vùng quá mua? Thì thực tế khi nó đi vào vùng quá mua, khi nó vượt qua khỏi cái ngưỡng 70. Cái ngưỡng 70 ở đây ha các bạn, ngưỡng 70 ở đây. Thì nó đi vào vùng quá mua, thì sẽ gồm vùng quá mua. Thực ra nó gọi là vùng quá mua hay là gọi là vùng lỗ mua. À, quá mua hay lỗ mua, tức là chúng ta mua ở cái giá này thì nó đã là lỗ quá. Nó lỗ quá so với người khác. À, người ta mua ở đây này các bạn thấy không? Nhưng mà nó đã đi đến tới đây rồi mà các bạn vẫn mua. Tôi đang không nói là thị trường tăng hay giảm tiếp à. Sau đó thị trường tăng hay giảm tôi không nói, nhưng mà tôi đang nói là nó gọi là vùng quá mua, tức là nếu các bạn mua ở giá này thì các bạn mua quá hớ so với những người mua ở dưới này. Nó cũng kiểu dạng như châu chậm uống nước đục gì đó. Đó, thì khi mà thị trường nó đi vào vùng quá mua thì nó thường sẽ có xu hướng đi ngược vào trong trở lại. À, các bạn lưu ý như vậy. Tức là cái vùng quá mua tức là lỗ mua, tức là chúng ta mua là chúng ta lỗ hơn so với người ta rồi. Ví dụ ở đây người ta mua giá 50 mà các bạn lên tới trên 60 các bạn mới mua là các bạn lỗ hơn mất 10 giá chẳng hạn. Ví dụ vậy, thì và nó đi vào vùng quá mua thì nó có xu thế đi ngược trở lại vào cái vùng trong này, tức là cái vùng màu tím tím từ 30 đến 70 này. Đó, thì nó gọi là cái vùng này gọi là vùng cân bằng của giá ha. Đó, thì tức là cái độ mạnh yếu của tương đối, mạnh yếu tương đối của cổ phiếu này thì nó sẽ dao động trong vùng từ 30 đến 70 này. Đó, và nó đi ra quá mua thì nó sẽ có xu thế đi ngược vào, giống y như Bollinger Band, nó đi ra ngoài đây thì nó cũng có xu thế đi ngược lại. Đó, nó ở đây các bạn thấy Bollinger Band này của cái đường giá đi ra thì nó lại có xu thế đi vào trong, thì y như ông này cũng vậy, ông ấy cái đường vùng quá mua này nó đi ra ngoài quá thì nó sẽ có xu thế quay trở lại. Đó, và nó quay trở lại nếu nó cắt xuống khoảng dưới 45 này, dưới 45 thì nó xác nhận một xu thế giảm. Rồi. Đó là vùng quá mua ha. Rồi vậy là tức là đi từ vùng quá mua mà cắt xuống đường MA20 thì nó lại báo hiệu cho một xu thế giảm, các bạn lưu ý nha. Lúc nãy là từ dưới đi lên, cắt lên trên 55 thì là báo hiệu xu thế tăng, và nó đi ra ngoài đường này và nó đi ngược trở xuống thì nó báo hiệu một xu thế giảm. Đó. Rồi còn vùng quá bán để đây mình tìm đây. Đối với vùng quá bán tức là đường giá nó cắt xuống. Đường giá nó cắt xuống và nó đi quá cái mức giá mức 30 thì nó gọi là vùng quá bán, hay là gọi là lỗ bán, hay nãy là lỗ mua, bây giờ là lỗ bán, tức là nếu mà chúng ta bán ở cái vùng giá này, bán ở ngoài cái mức 30 này là chúng ta bán lỗ hơn so với người khác. Các bạn hiểu không ạ? Tức là nó gọi là quá bán tức là bán quá rồi á mà nó lỗ, là bán này bán chấp nhận lỗ, bán tống bán tháo đó là gọi là quá bán. Đó. Và thường khi nó ở vùng quá bán thì nó lại có một xu thế là đi ngược vào trong. Đấy. Thì thường á là người ta mua thì người ta sẽ mua ở vùng quá bán này. À, và người ta bán là người ta sẽ bán ở vùng quá mua. À, nếu mà các bạn thấy đừng có thấy nó rắc rối ha. Thường người ta sẽ mua ở vùng quá bán và bán ở vùng quá mua. Đó, thì nếu các bạn mua cổ phiếu thì các bạn chọn nó đi vào vùng quá bán này thì các bạn tranh thủ mua, bởi vì người ta đã bán ở với mức giá này là bán lỗ rồi, người ta chịu bán lỗ rồi. À, và chắc chắn là trong cái khi bán lỗ như thế này thì thường á, người ta sẽ có dòng tiền nó vào nó mua. À, người gọi là có kinh nghiệm á, mà người ta sử dụng theo đường RSI này, người ta sẽ mua ở vùng này này và nó đi vào, nó lên trên vùng quá bán thì người ta sẽ bán ở trên này đó. À, các bạn nhớ nha, đi vào vùng quá bán thì chúng ta mua, mà đi vào vùng quá mua thì chúng ta bán đó. Nếu những dân mà gọi là thuần mà sử dụng RSI và đường giá thôi á, thì người ta mua theo cái này thôi. Có những ông mà chỉ áp dụng một cái này thôi mà người ta vẫn thành công trên thị trường là các bạn lưu ý, chỉ đơn giản như vậy thôi. Còn mức 45, 50, 55 gì đó thì là cái mức giữa. Giống như cái kiểu là có nhiều người sử dụng Bollinger Band thì nó đi vào cái đường giải dưới này là người ta đã mua rồi. Rồi người ta chờ nó lên chạm giải trên người ta bán. Chứ còn nếu mà để chính xác nhất thì là chúng ta thường là bán khi mà nó cắt xuống và mua khi nó cắt lên cái đường MA20 này. Đó, thì cũng y như vậy. Đối với RSI nếu mà để an toàn thì người ta sẽ mua khi mà nó cắt lên cái đường 50 và bán khi nó cắt xuống đường 50. Đó.
thì là mức an toàn. Còn thường mà dân mà khôn, dân mà người ta quyết định, người ta khéo là người ta sử dụng cái đường này, và người ta có thể sử dụng mua ở cái vùng quá bán và bán ở vùng quá mua đó. Thì mình giải thích một cách đơn giản như vậy thôi. Cái thứ hai nữa là đối với cái đường red line này thì nó thường nó sẽ có một cái phân kỳ so với đường giá để xác định một cái gọi là đảo chiều của một xu thế. Đảo chiều của một xu thế ở đây ví dụ ha, nó gọi là phân kỳ âm và phân kỳ dương của RSI đối với đường giá, thì nó báo hiệu là cái xu thế sắp giảm. Xu thế sắp giảm ở đây mình lấy chỗ nào cho nó rõ ràng một xíu để mình ví dụ cho các bạn dễ hiểu. Tức là nó cũng có những cái dấu hiệu mà nó cảnh báo sớm cho các bạn để các bạn biết là nó phân kỳ, nó gọi là phân kỳ âm so với, nó không phải phân kỳ âm phân kỳ dương, gọi là phân kỳ so với cái đường giá ở trên. Đường giá là cái đường trên này này các bạn nha, cái nến trên này này. Mình bỏ luôn cái MA đi để mình giải thích cái chỗ này cho các bạn, bỏ luôn Bollinger Band với MA đi. Đó, có nhiều người người ta để như thế này thôi, người ta sử dụng RSI với đường giá như thế này thôi, người ta biết điểm mua điểm bán. Mình đóng luôn này lại cho các bạn dễ hình dung, nãy mình giải thích rõ rồi nha. Còn thường nếu là cá nhân mình thì mình sử dụng hai đường này luôn kết hợp với Bollinger Band và vậy thôi là mình chơi được. Rồi ở khúc này này là người ta đoán sớm được cái vùng mà người ta sẽ bán là khi mà nó bị phân kỳ RSI với đường giá, nó phân kỳ. Phân kỳ tức là sao? Các bạn kẻ những cái đường trend line. Đây ví dụ các bạn thấy giai đoạn này từ đây đi lên là đường giá nó đang đi lên đúng không? Các bạn thấy đường giá này đi lên nhưng mà RSI thì nó lại phân kỳ đi xuống đây đúng không? Đó, thì đây gọi là phân kỳ. Nó giải thích đây là phân kỳ, RSI phân kỳ so với đường giá thì là báo hiệu một xu thế giảm. Thì các bạn thấy rõ ràng là nó đi giảm này. Cái này nó có thể đi ngang hay làm sao đó một thời gian nhưng mà rồi nó vẫn giảm. Đó, các bạn thấy chỗ này cũng vậy này, chỗ này nó chưa rõ nhưng mà cái mình kẻ đầu thì nó rõ. Đó, chỗ này. Đó. Đường giá thì đi lên, đường giá đi lên mà đường RSI phân kỳ đi xuống thì là báo hiệu một xu thế giảm để chúng ta có thể biết là chúng ta thoát hàng. Đó. Vậy thôi. Còn thực tế là lúc nãy tôi nói là có những người mà người ta đánh thuần kỹ thuật mà người ta chỉ sử dụng đường RSI này thôi, người ta sử dụng các cái đường trend line. Đường trend line đường mình kể đây này. Người ta có thể là xác định được kháng cự và hỗ trợ của một cổ phiếu để người ta có thể là mua bán dựa trên cái này. Đúng không? Dựa trên một cái trend, ví dụ như ở đây người ta kẻ một cái đường trend line này như này. Đường trend thì chúng ta kẻ là chúng ta chỉ cần nối hai cái đỉnh gần nhất lại thôi. Đó. Đây là một cái trend tăng đúng không? Và cái đường trend phía trên này thì nó đóng vai trò là cái đường kháng cự. Còn cái đường trend phía dưới này thì nó đóng vai trò là đường hỗ trợ. Đó. Thì cũng dễ thôi. Cũng dễ thôi thì chúng ta cứ thấy là nó dao động trong cái khoảng này, nó dao động trong cái khoảng này thì là an toàn. An toàn. Còn ví dụ nó giảm xuống dưới hỗ trợ thì chúng ta bán ra. Và còn nếu mà nó tăng vượt lên trên cái, hoặc là nó về đây nó test lại nó đi lên thì chúng ta mua. Đây là ví dụ nó đi lên gặp kháng cự đi xuống gặp hỗ trợ nó lại đi lên thì chúng ta mua ở ngay vùng kháng cự ở vùng hỗ trợ này. Bán tại kháng cự và mua tại hỗ trợ. Các bạn lưu ý như vậy. Đó, thì có nhiều người ta đánh thuần, người ta không cần phải là gì ghê gớm đâu, người ta chỉ sử dụng mấy cái đường này thôi, người ta kẻ mấy cái đường ngắn gọn như thế này, gọi kẻ những cái đường trend line như thế này mà người ta có thể trading với RSI thôi, không cần sử dụng các cái tín hiệu khác. Và nó đưa ra những cái cảnh báo sớm. Nó đưa ra những cái cảnh báo sớm để chúng ta có thể là đầu tư một cách hiệu quả. Đó, đây các bạn thấy là mua ngay thời điểm này. Và lên thời điểm này chúng ta bán. Bán xong nó đi về đây. Thì còn đối với thị trường thì chúng ta cũng có thể kẻ một cái đường như vậy. Các bạn, nếu mà các bạn nào mà đơn giản nhất là cái đường trend line, là những cái đường gọi là phân tích kỹ thuật cơ bản đầu tiên ấy, người ta chỉ sử dụng trend line thôi, người ta vẽ những cái đường trend line cơ bản thôi để người ta có thể là trading cổ phiếu dựa vào cái trend line này. Đó, thì cái đường trend line này đóng vai trò là hỗ trợ, đường dưới đóng vai trò hỗ trợ, đường trên đóng vai trò là kháng cự để nó xác định được một cái xu hướng của một cổ phiếu là đang trong trend tăng hay là trend giảm. Đó, thì cơ bản nó là như vậy thôi. Những cái nội dung liên quan đến RSI và MACD nó là như vậy. Và mình cũng đã giải thích cái khái niệm quá mua và quá bán rồi. Và khi nào các bạn sử dụng các cái đường RSI này, RSI, sử dụng RSI thì chúng ta nhớ là quá bán thì chúng ta mua, mà quá mua thì chúng ta bán.
À, nhớ nha, chứ nó bị đi ngược ấy, chứ không phải là đi vào vùng quá mùa cái bắt đầu cắm cắm đầu cắm cổ vào mua ha. Cắm đầu cắm cổ vào mua là dễ bị gọi là đây này, nó đi vào vùng này thì các bạn mua cây này, mua trong cây này mà đến 2 ngày sau cổ phiếu về thì nó đánh một cây xuống như thế này thì lỗ rồi, không ăn thua rồi, tốn phí rồi đó. Thì là nó thường là nó sẽ có xu thế đi vào đó, còn khi mà nó đã đi ra ngoài đây thì là chúng ta nên mua vào này. Đấy, các bạn thấy là nếu các bạn mua vào là các bạn mua ở mấy cây này này, nó đi ra ngoài đây rồi thì tranh thủ nó đang lanh quanh ở cái đường quá 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 bán này thì chúng ta phải mua à. Tức là nó quá bán, tức là đừng nên bán nữa. Nó nói người ta là quá bán rồi thì đừng bán nữa, nó nói quá mua thì đừng mua nữa, thì chúng ta cứ 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 theo họ mà làm à, theo cái chỉ số này mà làm. Chứ nó nói quá mua rồi cứ cắm đầu mua, mà nó nói quá bán này cứ cắm đầu bán. Nó là lý do vì sao nó nói quá bán rồi mà các bạn cứ bán, không sao thấy thị trường tăng cái tiếc ngẩn người đó. Thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Còn MACD thì nó có cho những cái cảnh báo sớm hơn để chúng ta có thể là lựa chọn cái thời điểm chúng ta trading, chúng ta mua bán cổ phiếu cho nó phù hợp. Thì thực ra mình những cái nội dung về phân tích kỹ thuật mình chia sẻ với các bạn thì nó rất là nhiều trên mạng ha, và rất là nhiều cái phương pháp, và mỗi người có một cái phương pháp riêng. Có những người người ta chỉ sử dụng khối lượng và đường giá trên này, người ta cũng trading thành công. Có những người chỉ sử dụng RSI không, người ta cũng trading thành công. Có những người chỉ sử dụng MACD thôi, người ta vẫn mua được, bán được thành công. À, có những người thì kết hợp cả ba bốn thứ vào. À, tất nhiên là các bạn kết hợp càng nhiều chỉ báo thì có thể là các bạn để ý là có mỗi phương pháp thì nó sẽ có cho những cái kết quả khác nhau. À, có những cái thì chậm, ví dụ như là MACD thì nó nhanh hơn so với cái đường giá trên này. À, các bạn kết hợp thì các bạn phải biết. Đó, rồi cũng có thể là RSI thì nó trùng, nó gần hơn. Đó. Thì chúng ta cũng phải tính toán, à, chúng ta áp dụng và chúng ta tích hợp các cái phương pháp như thế nào để làm sao cho nó hiệu quả. Còn khi các bạn đầu tư thì các bạn có thể chọn rất nhiều phương pháp phân tích kỹ thuật để chúng ta mua vào, chúng ta bán ra. À, và chúng ta thấy phương pháp nào dễ hiểu, đơn giản nhất thì chúng ta cứ áp dụng. Tất nhiên dễ hiểu và đơn giản nhưng mà nó đúng là vì sao? Vì chúng ta dựa vào cái lịch sử giá của nó ha. Dựa vào lịch sử ở đây ha, chúng ta thấy là cái lịch sử thì không 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 ai có thể thay đổi được, lịch sử giá không ai có thể thay đổi được. Và nó đã đúng trong lịch sử thì chắc chắn trong tương lai nó cũng về cái là cái phân tích kỹ thuật đó nó đúng ha. À, ví dụ chúng ta chỉ cần có nhiều nhà người ta chỉ sử dụng cái đường trendline này thôi. À, người ta nối hai đỉnh lại, người thấy vượt vượt chạm kháng cự và đi xuống thì người ta bán ra hay người ta mua vào gì đó thì người ta chỉ sử dụng cái đường này thôi. Đó, nó cũng rất rõ trong một cái xu hướng à, để chúng ta có thể trading hiệu quả. Đó, thì một số nội dung mình chia sẻ với các bạn về các cái đường RSI cũng như là MACD trong cái xác định điểm mua bán của một cổ phiếu, làm sao cho nó hiệu quả và nó nhanh hơn so với những cái phương pháp mà mình hướng dẫn trước đây. Nhanh hơn, sớm hơn thì thường các bạn sớm hơn thì có thể là mình mua mình lợi hơn người ta. Có nhiều bạn bảo tại sao anh mua cổ phiếu mà cổ phiếu về rồi bắt đầu thị trường mới tăng đó, thì có thể là chúng bạn sử dụng RSI này, các bạn mua ngay ở những cây này ha, các bạn mua rồi thì thị trường nó mới tăng. Còn có những người sử dụng đường Bollinger Band thì nó chậm hơn một xíu, chậm hơn thì nó chắc hơn, các bạn phải nhớ như vậy, chậm thì chắc, chậm mà chắc. À, người ta vẫn nói chậm mà chắc hơn, chậm hơn thì chắc hơn. Còn còn tôi mua sớm hơn thì có thể nó sẽ có những rủi ro hơn, bởi vì nó sẽ bị đảo chiều sớm hơn thì mình cái rủi ro đó mình không tránh được ha. Thì các bạn xác định theo một phương pháp nào đó thì cũng tùy các bạn. À, làm sao cho nó hiệu quả, làm sao cho nó an toàn thì thôi. Và chúng ta cảm thấy chúng ta sử dụng nó, chúng ta giao dịch nó hiệu quả thì chúng ta làm. À, còn phương pháp thì vô vàn, và cũng gọi là những người phân tích kỹ thuật thì cũng nhiều. Và mỗi người thành công theo một cái phương pháp khác nhau, chứ cũng không ai thành công chung một phương pháp mà thành công, hoặc là có cũng không ai mà đưa tất cả những cái phương pháp phân tích kỹ thuật vào một cái biểu đồ như thế này nhìn hoa hết cả mắt lên. À, nhìn vô rối mù luôn. Đường thì bỏ bán, đường thì bỏ mua, vậy giờ theo đường nào thì cũng chịu chết luôn. À, đó thì đơn giản thôi mà thành công và hiệu quả là được. Rồi, rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Xin cảm ơn tất cả các bạn.